Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất, ngày 5 tháng 12, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm trưởng đoàn, bàn giao công trình xây dựng doanh trại 541, Ban chỉ huy quân sự tỉnh Atapu. Dự lễ bàn giao về phía nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có Trung tướng Văn Thong Bút Tạ Vông, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào. Thiếu tướng Sĩ sì Phan Phút Thạ Vông, cục trưởng cục Bộ đội biên phòng, Bộ tổng Tham Mưu Quân đội nhân dân Lào. Phó tỉnh trưởng tỉnh Atapu Tham Nusay Ban Sunit. Công trình doanh trại đại đội biên phòng 541 được khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 2023 và nghiệm thu hoàn thành vào tháng 11 năm 2023 địa điểm tại km 102, bản Phu Cưa, huyện Phu Vông, tỉnh Atapu. Quy mô công trình gồm 9 hạng mục với tổng giá trị 15 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bộ Quốc phòng Lào với mong muốn luôn sát cánh cùng quân đội nhân dân Lào nói chung, lực lượng quản lý bảo vệ biên giới của Lào nói riêng qua đó nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ chiến sĩ, nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp công tác giữa lực lượng, quản lý, bảo vệ biên giới hai nước, góp phần xây dựng biên giới hai nước hữu nghị và phát triển bền vững. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam bàn giao công trình doanh trại, đại đội, biên phòng 541 và tặng quà cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Atapu, đồng thời tặng một số trang thiết bị như một TV 65 in, ba máy tính, 6 bảng dạy học và đồ dùng học tập cho trường tiểu học bản Phu Cưa, huyện Phu Vông. Nhân dịp này, Cục Quân y phối hợp với Bệnh viện Quân y 87 thuộc Tổng cục Hậu Cần, Bộ Quốc phòng Việt Nam, tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 700 người dân trên địa bàn huyện Phu Vông và huyện Sản Xây, tỉnh Atapu.